vụ chuyến bay giải cứu, bắt thêm một giám đốc doanh nghiệp cung ứng nguồn nhân lực. Cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Trần Hồng Hà về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Chiều ngày 28 tháng 10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt giam một giám đốc doanh nghiệp. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Trần Hồng Hà, sinh năm 1972, hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt, về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra đã thực hiện tống đạt các quyết định và lệnh trên liên quan tới vụ án. Trước đó một ngày, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can, trong đó có bà Lê Thị Ngọc Anh, sinh năm 1984, hiện là chuyên viên phòng nhà khách, vụ lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, năm 2021, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 công dân hồi hương giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới. Tính tới nay, trong 27 bị can đã bị khởi tố trước đó. Vụ quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ có vụ trưởng Nguyễn Thanh Hải cùng 2 chuyên viên Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Tiến Thân bị xử lý. Mới đây, ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Tại Bộ Ngoại giao có 5 bị can liên quan, gồm Thứ trưởng Tô Anh Dũng, Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan, Cục Phó Đỗ Hoàng Tùng, Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự Lê Tuấn Anh và Phó Phòng Bảo hộ Công dân Lương Tuấn Dũng. Bộ Giao thông Vận tải có 1 bị can là Ngô Quang Tuấn, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế. Bộ Y tế có 2 bị can là Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị công trình y tế và Bùi Huy Hoàng, chuyên viên Cục Y tế Dự phòng. Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, 3 bị can bị khởi tố gồm cựu Cục Phó Trần Văn Dự, cán bộ Vũ Sĩ Trường và Vũ Anh Tuấn. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.